theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Từ nay đến năm 2020, Việt Nam cần 2 triệu tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu cho đầu tư công của các bộ ngành địa phương, trong đó ngân sách do đầu tư công chỉ đáp ứng được 37%. Điều này đặt ra áp lực rất lớn trong việc lựa chọn dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn tới. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, lần đầu tiên, chính phủ đã có giải pháp khắc phục tình trạng kế hoạch đầu tư công bị cắt khúc từng năm, chuyển sang xây dựng được kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm. Chuyển từ cân đối vốn hàng năm sang cân đối trung hạn 5 năm cả ở tầm quốc gia và các cấp chính quyền địa phương. Chính phủ cũng đã xác định kế hoạch đầu tư 5 năm tới là tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm, tiếp tục đầu tư cho dự án chưa hoàn thành và kiên quyết không bố trí vốn cho dự án chưa cấp thiết. Các chuyên gia đánh giá đây là một nhiệm vụ nặng nề. 5 năm tới thì những cái mà để chúng ta tiệm cận được cái thể chế về quản lý đầu tư công so với các nước ASEAN 4 thì cũng cần phải cái sự lãnh đạo hết sức là mạnh mẽ, và thậm chí nhiều khi là phải là chấp nhận là giảm cái tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn 1-2 năm có thể không cần phải cao lắm. Bởi vì rõ ràng khi chúng ta thít chặt lại cái quản lý đầu tư công, chúng ta chú trọng vào hiệu quả, thì như vậy là cái việc giải ngân các dự án đầu tư công nó sẽ chậm hơn, nó khó hơn. Thời gian vừa qua, việc chi tiêu từ ngân sách nhà nước cho đầu tư công chiếm tỷ lệ rất lớn. Chỉ tính riêng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đầu tư từ ngân sách nhà nước đã chiếm tới 7% GDP của Việt Nam. Theo đánh giá của đại diện Ngân hàng Thế giới, đây là một mức cao so với nhiều quốc gia trên thế giới và không tránh khỏi tình trạng lãng phí, bất hợp lý trong phân bổ nguồn lực, đặc biệt là ở cấp địa phương. Có tới 70-80% đầu tư từ ngân sách được sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp địa phương. Chính vì vậy mà đôi khi xảy ra tình trạng phân bổ bất hợp lý do thiếu tính phối hợp giữa các địa phương, chẳng hạn như có quá nhiều địa phương xây dựng cảng biển, sân bay. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến trong vòng 5 năm tới, ngân sách nhà nước huy động từ các nguồn chỉ có thể đáp ứng được hơn 30% nhu cầu vốn đầu tư của cả nước. Trong khi đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển bằng nguồn này do các bộ ngành trung ương đề xuất gấp 19 lần kế hoạch năm 2015 và gấp 2,5 lần khả năng cân đối vốn 5 năm đó. Do đó, việc lựa chọn ưu tiên các dự án đầu tư được coi là một nhiệm vụ trọng tâm. Là cần phải xây dựng một cái phương pháp luận rõ ràng về cái thứ tự ưu tiên của các dự án đầu tư công. Và thứ hai là chúng ta phải xây dựng được cái bộ cơ sở dữ liệu làm đầu vào cho việc phục vụ cho việc xây dựng cái phương pháp và đánh giá cái thứ tự đầu ưu tiên đầu tư công. Và thứ ba thì chúng ta cần phải xây dựng và áp dụng cái phương pháp này đối với tất cả các địa phương trên toàn quốc để đảm bảo giữa các địa phương có cái sự so sánh minh bạch và trách nhiệm giải trình. Nói đầu tư công có 3-4 điểm phải chú ý. Thứ nhất, xác định cho nó rõ quy hoạch, chiến lược và quy hoạch, và không tham, phải có tập trung. Thứ hai, khi quyết định dự án phải theo đúng những cái tiêu chí cần thiết về hiệu quả cả kinh tế, xã hội, môi trường, kể cả quốc phòng an ninh. Thứ ba là thẩm định dự án, xác định như thế rồi mà mình đã luận chứng được rồi thì phải thẩm định cho nó tốt. Các chuyên gia cũng đánh giá qua quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, các dự án cấp địa phương đưa lên vẫn rất nhiều, cho thấy tính dàn trải chưa được khắc phục. Vì vậy, thời gian tới, việc xây dựng công khai minh bạch bộ tiêu chí dự án ưu tiên cần căn cứ trên lợi ích quốc gia, đảm bảo việc phân bổ nguồn lực hợp lý, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đất nước. Đây là những kho thóc dự trữ tại Nóc Tắc Lũ, thôn 3, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Sau mỗi mùa vụ, các hộ dân trong làng đều tự nguyện đóng góp một phần thóc, ngô để dự phòng khi thiên tai mưa lũ xảy đến, bà con không bị thiếu ăn.